Hoàng Đức Bơ xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Bác sĩ Nhi Khoa sẽ là nơi để giải đáp và cung cấp cho quý vị rất nhiều kiến thức bổ ích và những giải pháp để chăm sóc sức khỏe dành cho bé đến từ các chuyên gia, các bác sĩ rất uy tín trong ngành. Như thường lệ, xin mời quý vị đến với bản tin sức khỏe Nhi Khoa. Điều quan trọng bố mẹ cần lưu ý khi cho bé đi du lịch. Cho trẻ nhỏ đi du lịch để cả nhà có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau là điều mà bố mẹ nào cũng muốn. Nhưng cha mẹ vẫn còn lúng túng trong việc chăm sóc bé trên cả một chặng đường dài và cũng lo lắng cho việc sức khỏe của bé sẽ bị ảnh hưởng. Những lưu ý dưới đây sẽ giúp cho ba mẹ không còn bối rối trong việc quyết định cho bé đi du lịch, giúp bé luôn khỏe mạnh, gia đình sẽ có những kỷ niệm thật vui. Hành lý cho bé. Nên ghi tất cả đồ cần mang ra giấy để tránh quên, nên chuẩn bị một ba lô hành lý riêng, túi xách theo người cho trẻ. Ngoài ra, ba mẹ cũng nhớ mang theo xe đẩy có thể gấp gọn hoặc điều cho bé. Đồ ăn cho bé. Cần chuẩn bị những thức ăn thuận tiện như bánh ăn dặm, sữa uống liền, cháo dinh dưỡng ăn liền. Chuẩn bị các loại thuốc. Phòng trường hợp cho bé chưa kịp thích nghi, ba mẹ cần thủ sẵn thuốc hạ sốt, men tiêu hóa, tăng đề kháng, kem chống nắng, kem chống muỗi. Chọn điểm đến phù hợp. Với trẻ dưới 2 tuổi, nên tránh những chuyến đi thám hiểm, leo núi, nên chọn những nơi nghỉ dưỡng có nhiều không gian vui chơi cho bé. Phòng khi con bị lạc, có thể viết tên và số điện thoại trên băng dính, dán lên cánh tay hoặc đeo vào cổ tay cho trẻ. 5 mức độ biếng ăn ở trẻ và giải pháp khắc phục. Mỗi trẻ đều có khẩu vị và hành vi ăn uống riêng, vì thế việc biếng ăn ở trẻ cũng không hoàn toàn giống nhau. Do vậy, ngay từ nhỏ cha mẹ cần quan sát để thấu hiểu thói quen ăn uống của con, từ đó giúp bé cải thiện biếng ăn tốt hơn. Theo các chuyên gia, biếng ăn ở trẻ được chia làm 5 mức độ. Mức độ 1, trẻ có xu hướng uống nhiều hơn ăn. Biểu hiện, trẻ thường đòi uống sữa, nước, không chịu ăn. Giải pháp, tập cho trẻ uống sữa, các loại nước bằng cốc hai quay hoặc bằng ống hút thay bình. Tránh cho bé uống sữa, nước có nhiều đường, nước ép trái cây trong các bữa ăn chính. Mức độ 2, trẻ có vấn đề về vị giác. Biểu hiện, có thể trẻ có xu hướng rối loạn vị giác tiêu biểu trong hành vi biếng ăn, như thích ăn thức ăn đậm vị như vị mặn, vị ngọt. Giải pháp, phân loại các thức ăn riêng ra, cho trẻ ăn các vị trung hòa trong bữa ăn. Tránh việc cho bé ăn thức ăn ngọt trước bữa ăn. Nếu sau 1 tuổi, hạn chế lượng sữa bình là dưới 500ml. Mức độ 3, trẻ ăn chậm hoặc trì hoãn bữa ăn. Biểu hiện, trẻ hay nhậm và nhè thức ăn. Giải pháp, cho trẻ ăn trên ghế ăn cố định, lặp đi lặp lại hàng ngày để tạo thói quen tập trung khi ăn. Tuyệt đối không bế trong, không cho xem TV, điện thoại khi ăn. Đa dạng hóa thức ăn, chọn các loại thực phẩm có màu sắc đẹp mắt để thu hút trẻ. Mức độ 4, trì hoãn tâm lý trong lúc ăn. Biểu hiện, trẻ nóng giận, dễ khóc, dễ vui khi ăn. Giải pháp, tránh các việc gây cho trẻ khó chịu khi bắt đầu bữa ăn. Luôn cho trẻ biết trước trẻ sẽ ăn gì, tạo điều kiện cho trẻ cùng mẹ chuẩn bị bữa ăn. Khi trẻ có biểu hiện nóng giận trong lúc ăn, nên kết thúc bữa ăn và cho trẻ bữa khác sau 30-45 phút. Điều quan trọng là phụ huynh cần kiên nhẫn với bé trong thời gian này. Mức độ 5, trẻ biếng ăn báo động. Biểu hiện, luôn từ chối thức ăn khi mới giới thiệu lần đầu, không hào hứng khi tới bữa ăn, luôn tỏ ra không hài lòng với bữa ăn như tức giận, khóc, cáu gắt. Không ăn khi không có TV, điện thoại hay chỗ đông người. Giải pháp, kiên nhẫn giới thiệu lại, chủ động kéo trẻ vào bữa ăn bằng các hoạt động như tạo bữa ăn khác biệt hơn về màu sắc, cấu trúc thức ăn. Hạn chế các tác nhân gây mất tập trung như TV, đồ chơi. Khuyến khích trẻ chọn loại thức ăn mình thích. Thông thường thì nên kiên trì áp dụng các giải pháp ít nhất từ 1 đến 3 tháng sẽ giúp trẻ thay đổi hành vi tích cực hơn. Song song việc thực hiện các giải pháp trên, cần bổ sung hỗ trợ phục hồi tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng và cải thiện tình trạng biếng ăn. Siro ăn ngon 3 tác động có các thành phần giúp hỗ trợ trẻ ăn ngon, tăng cường tiêu hóa, bồi bổ cơ thể trẻ sau bệnh như hạt cỏ kari, ngọn centauri và rễ long đẫm vàng là sản phẩm được đề cập trong pháp đồ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia hỗ trợ các mức độ biếng ăn dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Quý vị thân mến, việc thay đổi độ thô của thức ăn theo từng giai đoạn phát triển của trẻ là rất quan trọng để trẻ nhận ra cấu trúc thức ăn, gia tăng sự thèm ăn, cũng như giảm tình trạng biếng ăn của trẻ. Tuy nhiên, có rất nhiều bậc phụ huynh than phiền rằng con từ 2 đến 3 tuổi vẫn còn phải ăn cháo là chủ yếu, tập ăn cơm hoặc là thức ăn cứng hơn thì lại ăn rất ít hoặc là các bé bị nôn ói. Chính vì vậy,
các bậc phụ huynh cần phải tập ăn thô cho trẻ đúng thời điểm để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Ngày hôm nay xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về vấn đề này cùng với bác sĩ nhi khoa và cùng gặp gỡ với chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam. Em xin chào bác Diệp ạ. Xin chào Hoàng Rapper, xin chào quý khán giả của chương trình Bác sĩ Nhi khoa. Các chuyên gia và các bác sĩ chúng tôi sẵn sàng để giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Xin mời mọi người hãy gọi đến số hotline 1800 8070. Và nhân đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Phytobimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Quay trở lại với chương trình, bây giờ chúng ta hãy đến với tình huống cụ thể ngay sau đây bác nhé. Dạ cục vàng, ăn miếng nha. Trời ơi, thiệt á. Nè, bà ngoại cho con này, thật tiên. Tật tên. Trời ơi, đổ mà hôi sôi nước mắt được mũi cháo, trời ơi. Tức quá. Ngọc ơi. Dạ. Ngọc ơi. Dạ. Con ngồi đây. Ngồi đây bà mãi cho, bà mãi. Ôi dạ. Trời ơi, Ngọc, thiệt luôn á. Trời ơi, người ta nói đầu bùn tóc rối, còn này mày lấy rau mà rã đầu mày phải không? Đang lặt rau cái má kêu giật người chạy té chỗ đổ cái đổ nào mày đầu. Đừng có xạo. Bây giờ ngồi coi nè. Ăn nè. Trời đất ơi, đổ mồ hôi mẹ bộ con. Thế sao mỗi lần nó ăn cũng cực khổ vậy con? Quá mệt mỏi rồi. Bây giờ mỗi một ngày là phải tập 3-4 tuần thịt. Rồi diễm rồi lăn lê bò lết. Má bây giờ chỉ còn có lắc vòng với lại phun lửa nó thôi. Trời ơi, trời là làm luôn á. Má định như nè, con mua cái xi ranh mà người ta bơm đồ ăn á. Cái gì? Cái xi ranh mà người ta ống xi ranh dài dài. Cái má xay cái cháo này nát ra thêm, đổ vô xi ranh. Cái con này chạy chúng ta, cái má dịnh lại như nè. Nên đại bài cương. Cái má dịnh lại. Mà hiểu không? Cái má để cho bơm vô. Cái trong lúc mà con đang chống cự là má đã bơm hết một ống rồi đó con. Trời ơi, được không? Thôi má ơi. Chứ giờ nó không ăn mà. Trời ơi, thời nào rồi mà má còn nuôi cháu theo cách đó nữa. Má ơi, con thấy không ổn đâu. Chắc là tới thời điểm mình phải cho nó ăn cơm rồi đó. Ăn cơm cái gì? Con cho nó ăn cơm mà bữa nó ói ra đó. Ngọc ơi, mày tưởng tao rảnh hả Ngọc? Mày tưởng là nấu cháo vậy là cháo không đấy hả? Xay ra nào là khoai tây nè, có ngày đổi khoai lang nè. Tôm thịt là phải nghiền ra. Ngày nó ăn tôm, ngày nó ăn cua, ngày nó thịt nghiền ra. Rồi phải phi hành phi sổ cho nó tôm mới trộn vô chứ. Là tao rảnh lắm vậy? Thì con biết rồi, con biết là nấu cháo cực hay nấu cơm. Nhưng mà vấn đề là bây giờ nó phải có cái phản xạ nhai. Má đút vậy nó nuốt trọng không, không có nhai. Mày đưa cho nó cục cơm không? Nó nhai được cục cơm là nó no mất tiêu rồi. Nó chưa kịp ăn canh gì hết. Chưa kịp ăn thịt ăn cá. Mày cãi tao không à? Mà tới thời điểm ở đó tại nuôi cho mày tới ngày hôm nay. Thì má nuôi. Thì đó, nín đi đừng nói vậy đó. Làm như vậy là phản khoa học. Sao phản khoa học gì? Nè mày cho nó chạy đi con, chạy đi con. Nào cái nhiệm vụ tao chạy theo. Tao dí theo. Hai miếng cháo. Đó, thấy chưa? Cái công chuyện đó mình tạo, công an chuyện làm, mình chạy tới chạy lui. Có đổ mà hồi chút đỉnh, nhưng mà nó ăn. Má cho ăn như vậy là không được. Sao mà không đúng ơi, được? Ơi, Ngọc ơi. Ai la to tôi vậy? Mày không khóa vô luôn nha. Trời, mày đừng có khóa. Và cái nết của mày, mày leo hàng rào mày vô. Ai biết đâu. Gái gì bận đầm mà leo rào. Thấy cái rào thấp quá mà leo luôn rồi. Trời ơi nè, bạn học bởi vì tụi bay y chang nhau á. Gì năm sao ngày nào cũng có nghe gì năm nghe Ngọc cãi lộn hết trơn vậy? Đâu có cãi con, có một mình gì nói thôi à. Con nghe cãi lộn là con biết à. Hàng xóm kêu con qua đây nói chuyện gì năm. Không có hàng xóm nào mà nhiều chuyện. Có thiệt, hàng xóm là phản ánh gì năm đó. Ủa vậy hả? Tao nói hai mẹ con gì cãi lộn hoài. Mày có cãi tao không Ngọc? Dạ có. Thấy chưa? Nãy giờ đang cãi luôn á. Mà cái chuyện gì đâu không à. Cái chuyện cho nhỏ ăn thôi đúng không? Đúng rồi con. Tao biết luôn vậy trời. Thì đó, ngày nào cũng cãi, tao nghe bệnh cái gì. Nó cãi gì là sai con thấy không? Thằng nhỏ đó, nó ốm yếu như vậy nè, chị cho nó ăn cháo của nó ăn. Hiểu không? Lúc mà được ăn không, nhưng mà ít nhất nó có ăn. Nó đưa nhỏ ra ăn cơm, bữa nhỏ ăn cơm lợn cợn, nhỏ ói ra, nhỏ đâu có chịu. Bây giờ dì định nghĩ cái phương pháp là dì xay sinh tố gì đó. Dì bỏ vô cái ống cái gì được, nó chị chạy. Hai bên cùng chạy, cái nó đói cái nó ăn. Dì ơi, bình tĩnh. Bây giờ con nói dì nghe nè. Ai cũng muốn mình đúng hết trơn á. Không ai muốn mình sai. Mà cứ nói tới, nói lui vụ này hoài là riết rồi. Không ai nhìn mặt ai luôn. Dương Giang có câu, trứng thì sao? Không có khôn hơn vịt. Anh ra tụi bay đâu thể nào mà khôn hơn tao. Dì Năm cũng có cái chút xíu sai sai. Sai chỗ nào đâu. Bây giờ con mời dì Năm với Ngọc đi tới gặp bác sĩ tư vấn. Không đi. Nữa. Kỳ cục. Bận đứa con mà không đi. Trời ơi, mày nuôi con mà mày không nghe tao tư vấn. Sao mày nuôi con thì cho bất kỳ. Không kệ nó con. Đi dì bắt nó đi. Dạ không có cần đi đâu gì. Đây dùm đây. Đó là tình huống và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
Thì theo bác, đối với một đứa trẻ như trong câu chuyện vừa rồi là đã 2-3 tuổi rồi nhưng vẫn ăn thức ăn xay nhuyễn như là cháo thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào với sự phát triển của trẻ? Trong tình huống vừa rồi thì người chăm sóc trẻ đã cho trẻ ăn đồ xay nhuyễn mà bây giờ trẻ đã 2-3 tuổi rồi vẫn ăn xay nhuyễn thì rõ ràng là em bé của chúng ta đã có một cái hạn chế là thế này. Thứ nhất là chưa bao giờ tiếp xúc với những cái cấu trúc nó thô hơn. Thứ hai là em bé của chúng ta không nhai bao giờ cả. Và vì không nhai thì sẽ dẫn tới mấy cái hạn chế. Hạn chế đầu tiên là không cảm nhận được là đồ ăn có cái cấu trúc nó mềm hay là cứng, thô nhiều hay là thô ít, có vị nó như thế nào, có mùi nó như thế nào. Bé không hề cảm nhận gì về thực phẩm cả. Và lưỡi của em bé cũng không quen với cái việc là điều tiết để lùa, đẩy thức ăn và phối hợp với các cái bộ phận khác ở trong cái khoang miệng để cho em bé nuốt được thực phẩm vào trong miệng mình. Yeah. Cho nên khi ăn cứng là em bé sẽ ói ra. Thế nếu không nhai thì nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển của các cái khối cơ ở hàm mặt, ảnh hưởng đến sự phát triển của răng. Em bé sẽ mọc răng chậm hơn những em bé khác và vì thiếu răng thì em bé lại càng không có cái cơ hội để nghiền nát các loại thức ăn. Rồi đấy là lý do tại sao sẽ dẫn tới tình trạng là em bé kén ăn. Kén ăn tức là không ăn một số thực phẩm và biếng ăn là không ăn rất nhiều thực phẩm khác nhau. Yeah. Là đầu tiên là chúng ta biết là cái phần nhai nó quan trọng như thế nào. Bây giờ nếu mà em bé của chúng ta cứ ăn đồ nhuyễn kéo dài thì sẽ dẫn tới một cái tình trạng nữa là nó giảm tiết các cái dịch, bao gồm dịch ở miệng của mình, chúng ta gọi là nước bọt hay là nước miếng. Yeah. Dịch ở trong dạ dày chúng ta gọi là dịch dạ dày và dịch ở trong ruột thì chúng ta gọi là dịch ruột và về mặt y khoa thì chúng tôi gọi chung là dịch vị. Trong dịch vị thì sẽ gồm có các cái axit để nó giúp cho chúng ta thủy phân, được cắt nhỏ bớt các cái loại thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Yeah. Đồng thời lại có các enzyme hay còn gọi là các men thì nó sẽ tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng ăn vào. Như vậy em bé của chúng ta bị thiếu rất nhiều enzyme, vừa thiếu dịch tiêu hóa thức ăn, vừa thiếu enzyme, lại vừa thiếu thêm nữa là các cái tế bào tuyến nó không hoạt động nhiều, cho nên nó sẽ bị mỏng manh, non nớt và nó không phát triển được và em bé sẽ dẫn tới rối loạn tiêu hóa và chắc chắn hậu quả lâu dài sẽ dẫn tới cái tình trạng là cháu sẽ bị suy dinh dưỡng. Ngoài ra thì trong trường hợp mà em bé chúng ta cứ ăn nhuyễn kéo dài như thế này thì nó còn một cái hạn chế nữa là em bé của chúng ta sẽ dễ bị sặc và bị hóc. Dạ, và đồng thời thì em bé sẽ cảm thấy bị ức chế. Đây là những lý do mà chúng ta nên điều chỉnh cái cách thức cho ăn và phải cho em bé tập ăn thô dần trong suốt cái quá trình mà em bé bắt đầu từ lúc ăn bổ sung hay còn gọi là ăn dặm. Ồ, như vậy theo bác, thời điểm nào là thời điểm thích hợp nhất để cho bé tập dần với thói quen là ăn thức ăn thô à? Và ăn như thế nào là phù hợp nhất à? Sau khi tròn 6 tháng tuổi bước sang tháng thứ 7, vào thời điểm này thì các cái phản xạ của các cơ vùng hầu họng, rồi phản xạ của lưỡi và răng của em bé cũng bắt đầu có. Đồng thời hệ tiêu hóa của em bé đã trưởng thành, đã tiết ra được nhiều các loại enzyme để tiêu hóa được nhiều loại thực phẩm hơn ngoài sữa mẹ. Cho nên là khả năng tiêu hóa là đã phát triển. Các cái khả năng nuốt, nhai là đang bắt đầu phát triển rồi. Yeah. Và nhu cầu dinh dưỡng thì cao hơn rất là nhiều. Cái khoảng trống về mặt năng lượng và các chất dinh dưỡng khi mà trẻ đã bắt đầu sang tháng thứ 7 là bắt đầu cao. Nếu chúng ta không cho trẻ ăn dặm thì chúng ta sẽ làm cho trẻ đối diện với các nguy cơ về sức khỏe. Yeah. Vậy thì chúng ta sẽ ăn thô như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ ăn bột. Ăn bột khi chúng ta bắt đầu bước sang tháng thứ 7. Nhưng mà nhớ là không phải chỉ có bột không, chúng ta cần phải cung cấp chất đạm, ta phải có rau nữa và thành phần thứ tư là dầu ăn hoặc là mỡ. Tất cả những loại này chúng ta sẽ nấu chín và sau đó sử dụng những cái thiết bị để chúng ta làm cho nó thiệt là nhuyễn đi. Chúng ta sẽ ăn từ loãng tới đặc. Yeah. Từ ít tới nhiều. Đấy là 7 tháng đến 8 tháng. 7 đến 8 tháng. Chúng ta sẽ đặc dần lên. Thế bắt đầu khi mà trẻ bắt đầu lên 9 tháng thì lúc này thì các cháu sẽ bắt đầu ăn bột đặc hoặc là cháo loãng. Yeah. Lúc mà em bé tròn 12 tháng thì chúng ta sẽ cho cháo đặc. Bạn có thể sử dụng các cái thìa để chúng ta đánh nhẹ thôi và chúng ta sẽ bắt đầu cho trẻ ăn. Trẻ hoàn toàn đã bắt đầu có thể là lùa, nhai, cắn và nuốt được một phần và trẻ sẽ nuốt một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Trẻ 18 tháng thì thông thường các cháu đã mọc khá là nhiều răng hàm rồi. Yeah. Cho nên trong cái khoảng tuổi bắt đầu từ 18 tháng đổ đi cho đến khoảng 24 tháng là chúng ta bắt đầu cho trẻ ăn cơm nát. Cơm nát có nghĩa là cơm nấu mềm. Và lúc này thì rõ ràng là các cháu đã bắt đầu ăn cấu trúc thô thật sự. Ngoài cơm thì chúng ta có thể cho trẻ ăn nuôi hoặc là miến hoặc là bún hoặc là bánh mì hoặc là phở vân vân. Đây là cái cách đa dạng thực phẩm và làm cho các cháu nó quen với cái việc ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau. Dạ, trẻ biếng ăn từ việc cho bé ăn thức ăn thô sai cách rồi sai thời điểm luôn. Với cái tình huống mà vừa rồi chúng ta đã theo dõi, làm sao để khắc phục được tình trạng đó bác? Như em bé trong tình huống của mình, yeah, thì chúng ta làm gì? Việc đầu tiên là chúng ta phải kiên nhẫn, kiên trì và bắt đầu tập cho em bé. Tất nhiên là bây giờ ngay lập tức
mà mình lại cho em bé ăn ngay cơm thì em bé chưa ăn được, cho nên chúng ta lại phải bắt đầu như là em bé 12 tháng ấy. Yeah. Vậy bây giờ em bé bắt đầu phải ăn cháo đặc. Yeah. Chúng ta bắt đầu vào cái cấu trúc cháo đặc. Nhưng mà thời gian thì không thể kéo dài 12 tháng được. Yeah. Mà chỉ trong vòng 1 tháng thôi, chúng ta phải rút ngắn giai đoạn ngay. Sau 1 tháng chúng ta sẽ cho sang cái cấu trúc nó cứng, giòn để cho em bé chúng ta tập ăn. Thế việc thứ hai là tinh thần là phải kiên định. Kiên định xong thì phải cho trẻ ăn cùng với gia đình. Yeah. Vì lý do là thế này, em bé nhà mình sẽ nhìn thấy ba đang ăn cái thực phẩm này, mẹ đang ăn thực phẩm kia. Nhưng lúc này thì chúng ta đừng ăn theo thói quen của mình. Chúng ta lại phải lái của mình hơi giống con mình. Thế em bé của chúng ta sẽ có một cái động lực. Yeah. Để làm cái việc này. Yeah. Thì đấy là hai phần nhá. Yeah. Thế bây giờ phần thứ ba thì khá là cần thiết, đó chính là mình phải hỗ trợ. Nếu mà em bé bị thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng, chúng ta phải bổ sung vi chất dinh dưỡng. Rõ ràng chúng ta biết là nó cũng thiếu một số các cái enzyme để hỗ trợ cho chuyển hóa và hấp thu. Nó không tác động vào cái quá trình chuyển hóa hấp thu được. Lại thiếu các vi chất dinh dưỡng để hỗ trợ cho cái cảm giác ngon miệng. Yeah. Không có. Vậy chúng ta sẽ tìm đến cái giải pháp là để hỗ trợ cho em bé của chúng ta với ba tác động, bổ sung thêm vitamin, chất khoáng, bổ sung thêm các cái enzyme. Yeah. Để cho em bé của chúng ta có nhiều enzyme để chuyển hóa tốt hơn. Yeah. Rồi bổ sung thêm acid amin để cho em bé có thêm cái nguyên liệu để tạo ra cái cảm giác ngon miệng, khắc phục cái tình trạng biếng ăn và kén ăn cũng như là chưa quen với cái thực phẩm thô. Khi mà chọn sản phẩm thì chúng ta lựa chọn các cái sản phẩm mà nó có cái nguồn gốc từ thực vật. Chúng ta sẽ xem là trong các cái phác đồ điều trị, các cái hướng dẫn kinh nghiệm của các bác sĩ là chuyên môn về dinh dưỡng là một trong những cái kênh để chúng ta có cái nguồn tư vấn cho nó tốt. Sản phẩm có thể hỗ trợ cho trẻ em, ví dụ như cái mầm của lúa mì hay là phấn hoa hoặc là cỏ cà ri. Vì là trong thành phần vốn dĩ của các nguyên liệu thảo dược này sẽ giúp cho em bé mình ngon miệng hơn, thì em bé sẽ thích ăn hơn, sẽ dần dần giải quyết rất là nhanh cái tình trạng là thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng, giúp cho trẻ hết miếng ăn. Và nên nhớ là chúng ta nên làm ngay, không có được chần chừ, cùng một lúc phải phối hợp các cái phương án khác nhau, thay vì chúng ta cứ lần lượt từ phương án này đến phương án kia thì sẽ làm cho em bé của chúng ta ngày càng đối diện với cái nguy cơ bị thiếu hụt vi chất dinh dưỡng và suy dinh dưỡng. Wow, lắng nghe rất nhiều ý kiến chia sẻ đến từ bác sĩ Ngọc Diệp, không biết là gia đình nọ sẽ giải quyết ra sao đây. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi tình huống của chúng ta. Wow. Đó, thấy chưa? Bỏ vậy, im miệng luôn. Con nói nó rồi. Biết sao không? Tại vì con cũng phải con có kinh nghiệm, con giỏi hay ho hơn ai hết á. Tại vì con bé nhà con tò hủ đó, nó cũng hồi kỳ nó bằng tuổi này nè, cái hai má con cũng gây lộn hoài hà. Qua đây cốt yếu là con muốn hòa giải hai mẹ con. Với lại là giờ con vẫn đi gặp bác sĩ tư vấn rồi, mình cũng hiểu được chút xíu rồi, con gì? Không hiểu quá. Đó, thì đó, bây giờ mình đừng có đốt cháy giai đoạn nữa. Mình cho bé ăn cháo này cũng được. Nhưng mà lâu lâu, cái mình xen vô cái gà đó gì Năm. Gà cái mình luộc nhừ nha. Rồi rau, củ quả mình hấp hoặc là luộc mềm ra. Đó, rồi cá rồi đó gì Năm, mình cắt lát mỏng thôi, mình chiên. Biết sao không? Để cho bé tập nhai. Bé nó phải nhai gì Năm ơi. Phải nhai để cho em bé nó có phản xạ với cái việc nhai và kiên trì với cái việc nhai luôn. Thì giống như tạo cho cơ hàm nó cứng hơn. Dạ. Giống như hồi nhỏ con nít á, mà đứa nào mình thả cho nó bò riết là nó mau biết đi. Dạ đúng rồi. Riết trên tay đâu có tập cái chân nó đâu. Đó. Nó đâu có tập cái khớp ngã ba. Đó. Cho nên nó đâu có cứng là mà đứng. Mà đi là phải té nha. Đúng té rồi. Té thì đi nó mới giỏi. Đúng rồi. Đó. Giống như cái việc mình cho bé ăn á, mà mình phải cho bé nhai. Chứ mà còn không cho nhai á, gì biết không? Không có nhai là không có kích thích cái enzyme tiêu hóa, là không có giúp cho cái việc thèm ăn hay là cảm giác ăn nó xảy ra. Con đã nói má rồi, từ đầu á mình cho nó ăn cơm nát được rồi. Vừa mới nghe chuyên gia dinh dưỡng nói và con Lộc nó qua nó nói là nín liền nãy giờ đâu có dám cãi. Con qua đây là chủ yếu là con chia sẻ đó đó. Với lại là sẵn cũng có miếng huyết. Gì vậy con? Dạ đây. Dạ đây là siro ăn ngon ba tác động, 100% từ thảo dược châu Âu. Nó giúp cho trẻ ăn ngon tự nhiên nè, tiêu hóa hấp thu tốt và đặc biệt là bổ sung vi chất dinh dưỡng từ thực vật. Cái điều quan trọng đó nè, trẻ em từ 6 tháng tuổi là có thể dùng được. Vị ngọt thanh thanh dễ uống lắm, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Đó. Em nhỏ này nó hay quá ha. Bởi vậy hai đứa con nuôi bụ bẩm sáng tài, nuôi con quá khéo quá giỏi. Mày không được gì chưa? Thôi mà. Tại nó ruột á chứ, người ta bước vô tưởng dâu chắc nghĩ ăn hiếp nó dữ lắm. Má, từ nay mình có bí quyết rồi nha. Ừ, vậy nó vui. Ê, thì thôi mày, mày ở đây đi. Dạ. Chỉ cho nó vài cái bí quyết gì vô thì làm rưỡi cơm giống như ý con. Dạ. Con chịu không? Nó nóng tính mày quá. Mày dơ cái tay coi, mày dơ chẳng ngang coi. Đó, để ra đi. Dạ, đó, rồi. Rau cũng chưa lặn luôn. Hãy bơ xin cảm ơn bác sĩ Ngọc Diệp ngày hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều giải pháp hay để chúng ta biết được lợi ích của việc ăn thô dành cho bé, thời điểm nào là thích hợp nhất.
Và bên cạnh đó, xin mời quý vị hãy tiếp tục gửi những thắc mắc của mình đến với số hotline của chúng tôi 1800 8070. Chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro Ăn Ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Hoa Đông Bơ xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Cái công chuyện đó mình tạo công ăn chuyện làm, mình chạy tới chạy lui. Có đổ mồ hôi chút đỉnh nhưng mà nó ăn. Nhưng mà má đút như vậy là không có đúng, má cho ăn như vậy là không được. Sao mà không đúng ơi, được? Ơi, Nhắm ơi. Ai la to tôi vậy? Ủa không khóa vô luôn nha. Trời ơi. Ủa có khóa. Và cái nết của mày leo hàng rào mày vô. Ai biết gái gì bận đành mà leo rào. Mấy cái rào nó thấp quá mà leo.